Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chúng ta đến kênh YouTube ở Duy Tê. Và hôm nay Duy sẽ chia sẻ với chúng ta một cái vấn đề trong series người mới làm trên YouTube. Rất là nhiều anh chị các bạn hiện tại đang xây dựng các kênh thương hiệu, các kênh bán hàng, kinh doanh trên nền tảng YouTube có hỏi Duy về cái vấn đề đó là thế thì tạo dựng các cái kênh nội dung đó sẽ như thế nào và có các cái lưu ý gì. Thì trong nội dung video hôm nay Duy sẽ chia sẻ với chúng ta để chúng ta có thể cùng biết cũng như có các cái chiến lược xây dựng phát triển cái kênh một cách hiệu quả và tốt nhất. Và mời các tất cả anh chị các bạn chúng ta cùng theo dõi nội dung video. Và vâng, cụ thể anh chị các bạn chúng ta đang nhìn trên màn hình đây, một cái vấn đề chúng ta đang nhìn thấy, đây là cái series liên quan về kiếm tiền YouTube năm 2022. Tại sao duy nhất chia sẻ cái series này cho anh chị các bạn? Chúng ta thấy và chúng ta đang được theo dõi, có thể chúng ta đã xem rồi. Thế chúng ta thấy một cái điều là gì khi tạo các cái dạng kênh, thương hiệu các kênh bán hàng, các kênh kinh doanh trên, trên nền tảng YouTube, nó cũng giống như chúng ta tạo và chúng ta tối ưu chuẩn cho các cái dạng kênh đi kiếm tiền. Và đây là một cái vấn đề là gì nó đã theo một cái motif form mà chuẩn rồi. Và mỗi cái motif form này thì anh chị các bạn chúng ta khi thay đổi hoặc khi chúng ta cài đặt thì chúng ta cần có các cái sự lưu ý như sau. Đó là trong cái vấn đề liên quan về tùy chỉnh như anh chị các bạn chúng ta đang nhìn trên màn hình đó là chúng ta cần phải có các cái bố cục giới thiệu thông tin về thương hiệu, về doanh nghiệp, về sản phẩm và chúng ta có những cái nội dung video nổi bật cũng như chúng ta tối ưu các vấn đề về thương hiệu, ảnh đại diện, biểu ngữ và hình ảnh mờ. Và trong các nội dung thông tin của chúng ta thì chúng ta cần phải SEO các cái nội dung mà chúng ta muốn hướng tới Chúng ta đang bán cái gì, đang kinh doanh cái gì Hay muốn hướng tới cái thương hiệu như thế nào Thì anh chị các bạn chúng ta cần làm SEO Những cái vấn đề này liên quan về vấn đề của kênh Tiếp theo đó là những vấn đề liên quan về cài đặt Cài đặt thì trong cái cài đặt nó rất đơn giản Nó là liên quan đến vấn đề về kênh Chúng ta cần phải hướng tới cụ thể quốc gia Chúng ta muốn kinh doanh, muốn bán hàng là gì Xây dựng thương hiệu trên quốc gia nào và các cái từ khóa nội dung về kênh, các cái bộ từ khóa liên quan về thị trường ngách, thương hiệu hay sản phẩm của chúng ta. Trong quá trình cài đặt nâng cao thì chúng ta cần phải xác định rõ là nhóm đối tượng chúng ta muốn hướng tới là ai bán hàng cho ai chia sẻ nội dung đấy cho người như, như thế nào và đặc biệt rằng là đã liên quan về xây dựng thương hiệu hay bán hàng chắc chắn không thiếu cái giai đoạn liên quan về marketing thì chúng ta cần phải liên kết các cái tài khoản Google AdWords để làm sao chúng ta có thể kết nối và chạy quảng cáo trên các nền tảng đó cũng như anh chị các bạn có các cái chiến lược liên quan về thêm phụ đề tự động hay có chiến lược liên quan về ẩn số lượng người đăng ký hay có cái quái trong có những cái vấn đề mà liên quan về điều kiện hay tính năng thì những cái điều này thì Duy đã chia sẻ và trả lời cũng như rằng là chỉ điểm trực tiếp cho chúng ta trong cái video liên quan về tạo kênh và cài đặt kênh chuẩn trên YouTube. Và trong cái vấn đề mà cài đặt này, bên cạnh đó thì chế độ liên quan về tải video lên thì chúng ta cần phải có một cái bố cục mô tả chi tiết cụ thể cho cái thương hiệu đó. Một cách nó sâu chuỗi, một cách nó chuyên nghiệp nhất và cũng như cụ thể thông tin liên hệ của anh chị các bạn nó sẽ là tốt nhất và rồi trong các mục cài đặt nâng cao chúng ta cần phải xác định rằng rõ ràng các cái danh mục các cái chiến lược chúng ta muốn hướng tới cái tệp nhóm đối tượng họ nằm ở cái phân khúc nào để chúng ta có một cái uh, chiến lược cũng như có một cái hướng đi trong cái việc tối ưu cái hệ thống sau này và rồi cài đặt tất cả các cái thông số liên quan về ngôn ngữ cũng như là các cái giấy phép trên youtube một cách chính xác và chi tiết bên cạnh đó liên quan về các cái dạng kênh mà bán hàng hay thương hiệu thì chắc chắn là về đâu về dài anh chị các bạn có thể thuê các cái dịch vụ support tối ưu hay một số những cái đơn vị họ quản lý thông tin của chúng ta thì chúng ta cũng phải cần biết các cái nội dung liên quan về cấp quyền cũng như rằng là biết cái cách để làm sao có thể mời những cái người quản lý để có thể theo sát các cái chiến lược của anh chị và các bạn bởi vì trong cái vấn đề phân khúc liên quan về bán hàng thì chúng ta cần phải có những cái đội ngũ team hỗ trợ nó cực kỳ hiệu quả thì cái vấn đề hệ thống của anh chị các bạn vận hành một cách nó sẽ chân chu ở bên cạnh đó liên quan đến vấn đề về cộng đồng trong quá trình chúng ta bán hàng xây dựng các cái thương hiệu đó chắc chắn anh chị các bạn có những các cái luồng thông tin nó uh, tiêu cực hay có một số những cái đối thủ cạnh tranh thì chúng ta cũng phải cần biết biết cách để sử dụng các cái bộ nọc tự động này để làm sao có thể quản trị cái hệ thống của anh chị và các bạn và đó là những cái thứ mà chúng ta thấy là gì toàn bộ những thứ đó nó đều nằm trong cái video mà tất tần tật liên quan về cách cài đặt kênh và tối ưu các cái nội dung kênh đó duy đã chia sẻ và đặc biệt rằng là trong quá trình xây dựng các cái nội dung kênh mà phát triển thương hiệu kinh doanh bán hàng thì chúng ta phải hiểu rằng là cái xu hướng về cái vấn đề xây dựng hệ thống kinh doanh bán hàng online một cách nó phải thông qua các chiến lược chi tiết và cái chi tiết đó như thế nào cụ thể như chúng ta đang nhìn trên màn hình đó là cái hình ảnh khi chúng ta xây dựng các cái hệ thống đó nó sẽ giống như một cái mô hình như duy đang chia sẻ với chúng ta đây là một cái mô hình mà chuẩn nhất mà mọi đơn vị mọi cá nhân mọi doanh nghiệp kinh doanh phát triển hệ thống trên online họ đi theo cái mô hình này và chúng ta hãy triển khai chúng ta xây dựng các cái chiến lược đó để tạo ra một cái vòng tròn nét đứt như chúng ta đang nhìn trên màn hình nó có các hệ thống liên quan về website fanpage youtube hay các cái hệ thống mà uh, chuyển đổi cũng như tạo ra các cái chiến lược các cái trang landing page để làm sao có thể thu các cái tệp nhóm đối tượng của anh chị các bạn và tất nhiên trong cái quá trình xây dựng các cái nội dung mà trên youtube trên online đôi khi có nhiều anh chị các bạn chúng ta chỉ xây dựng mỗi kênh youtube thôi thì cái yếu tố đó chúng ta thấy là gì chúng ta đang có một cái mạch hở trong cái vòng tròn nhát đứt này nếu như mà tốt hơn cả thì anh chị các bạn hãy nên đi theo cái hướng mà hệ thống đó là một cái hướng mà sẽ đi một cách nó chuẩn nhất cũng như chính xác nhất giúp cho chúng ta có thể lâu bền nhất và đặc biệt những anh chị các bạn nào mà kinh doanh phát triển lâu dài thì chúng ta hãy nên đi còn những anh chị các bạn nào chúng ta chỉ có các cái tư duy liên quan về ăn sổi hay một cái thị trường theo trend nào đó thôi thì chúng ta cũng có thể triển khai một số các cái hệ thống uh, vệ tinh những cái trang web của dropspot và một số các cái trang dadin page hoặc một số các cái fan page để làm sao có các cái chiến lược làm sao bán hàng cũng như target nó hiệu quả nhất. Và trên đó là các cái nội dung mà Duy muốn chia sẻ với chúng ta ở cái video này. Và nếu như có bất kể cái câu hỏi gì liên quan về xây dựng thương hiệu cũng như các kênh bán hàng thì chúng ta bình luận comment dưới video và Duy sẽ tổng hợp giúp cho chúng ta có thể giải quyết ở các cái nội dung video sau.